Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình trung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng chào đón Đối Tỏa Sáng. Họ đến từ đội trợ giúp văn phòng khu vực miền Nam. Khát vọng. Họ đến từ Việt Nam Airlines. Họ hoa. Cha mẹ. Sở thích chung là vui chơi, hội hè, du lịch. Đặc biệt, cả đội rất khoái đương đầu với những thử thách. Và ngay sau đây, chúng ta hãy chào đón người dẫn chương trình quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chương trình được tài trợ bởi VFresh. Và đêm nay, tôi xin nhắc lại một lần nữa sự hiện diện và tham gia thi đấu giữa hai đội Tỏa Sáng. Chúng tôi rất vui đến với chương trình thi chung sức ngày hôm nay, bởi vì đây là dịp để mỗi thành viên của chúng tôi tự thử sức với chính bản thân mình, đồng thời cũng như trò chơi chung sức, tên của trò chơi chung sức, đội chúng tôi sẽ quyết tâm chung sức với nhau để đi đến chiến thắng. Rất mong các bạn cổ vũ cho đội chúng tôi. Thành viên của đội gồm có tôi là Bích Trâm, thành viên thứ hai là bạn Hoàng Quân, thành viên thứ ba là bạn Mỹ Hà, thành viên cuối cùng là bạn Thành Vinh. Và đội khắc phục. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình trung sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV7. Xin chào các quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay. Xin chào anh Tạ Minh Tâm. Tôi tên là Nguyễn Bắc Toán, tôi là đội trưởng của đội khát vọng trong buổi chơi ngày hôm nay. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung với nhau, vui chơi, hội hè, du lịch. Xin giới thiệu thành viên thứ hai của đội chúng tôi là bạn Khánh Trân. Thành viên thứ ba của đội chúng tôi là bạn Phúc Điền. Và thành viên cuối cùng của đội chúng tôi là bạn Hoa Lý. Chúng tôi đến đây với một khát vọng, đương nhiên rồi, là khát vọng chiến thắng. Và chúng tôi cũng mong muốn cùng với đội Tỏa Sáng và MC Tạ Minh Tâm, chúng tôi sẽ tạo nên rất nhiều niềm vui cho tất cả quý vị khán giả hôm nay. Khát vọng chiến thắng. Đồ cột tóc. Sau khi ăn cơm xong thì nên rửa chén. Túi sách. Bạn bè. Thưa quý vị, chúng ta đã làm quen với hai đội và chúng ta biết rằng sau 4 vòng thi đấu, đội nào giành được số điểm cao hơn, đội đó sẽ bước vào vòng đặc biệt. Các bạn hãy lưu ý, giá trị của mỗi điểm thưởng trong trò chơi của chúng ta là 10.000 đồng. Dù cho các bạn có là người chiến thắng hay không, thì các bạn hãy cố gắng ghi thật nhiều điểm, bởi vì càng nhiều điểm thì càng nhiều tiền thưởng. Và sau đây, vòng 1 của trò chơi chung sức được bắt đầu với hai đội trưởng. Mời hai bạn. Mời hai đội bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Vòng 1 của chúng ta có hai câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đặt trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình bằng cách nhấn chuông nhanh. Sẵn sàng nhé. Theo hai bạn thì người ta thường đề cập đến ai trong nhật ký của mình? Mời bạn. Người yêu. Rất quan trọng, phải không ạ? Người yêu. Rất hay, mời hai bạn trở về vị trí. Tôi nghĩ đáp án đó bạn trả lời thì giành được quyền ưu tiên là đương nhiên rồi. Mời bạn, ngoài người yêu thì người ta còn nhắc đến ai trong nhật ký của mình nữa? Cha mẹ. Cha mẹ, cha hay mẹ? Mẹ. Mẹ. Bạn ưu tiên nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Con gái mà. Rất là hay. Mẹ. Bạn Điền. Người ta thường nghĩ đến ai, người ta thường nhắc đến ai trong nhật ký của mình? Bạn bè. Bạn bè. Chúc mừng bạn, bạn đã đưa ra một đáp án có điểm cao thứ nhì. Mời bạn. Hoa Lý. Bạn thường bạn có nhật ký hả? Trong nhật ký của bạn, bạn có thể nói nhỏ cho tôi biết và mọi người cùng nghe luôn. Bạn thường nhắc đến ai trong nhật ký của mình? Đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Thật không? Có. Bạn thường nhắc đến ai trong nhật ký của bạn? Em thích có người yêu rồi nhưng mà
đã có đáp án. Tôi muốn nghe như vậy và người yêu của bạn cũng muốn nghe như thế, phải không? Đáp án người yêu đã trả lời rồi thì bây giờ bạn đưa ra một đáp án khác để ghi điểm. Đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Mời đối chứng. Người ta nghĩ gì trên bảng này? 3 giây nhật. 4 có. 7 điện thoại. Đáp án thứ 8 ví. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ nhất, kết quả tạm thời là đội tỏa sáng của chúng ta có 42 điểm và các bạn ghi được 100 điểm. Sau đây là vòng thứ hai của trò chơi chung sức, mời thành viên thứ ba của hai đội, mời hết bạn. Mời hết bạn bắt tay nhau. Vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đang trên bảng, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mọi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với đó. Theo bạn, người đàn ông nên chia sẻ công việc nào trong gia đình với vợ? Nội trợ. Cụ thể là chuyện gì? Đi chợ, lau nhà, một nấu chuyện cơm thôi. Một chuyện à, lau nhà. Lau nhà. Hay, rất hay. Nhưng mà còn một đáp án hay hơn nữa, mời bạn. Nấu ăn đi ạ. Nấu ăn. Hay quá. Mời các bạn trở về vị trí. Theo bạn, bạn thấy là người đàn ông nên chia sẻ công việc gì trong gia đình với vợ của mình? Sửa điện. Có nghĩa là việc này ở trong nhà bạn nghĩ là người vợ là cũng có cái làm hay làm. Sửa điện. Cái này thì ngược lại đúng hơn phải không bạn? Mình nghe là mời bạn đội trưởng, bạn hãy cho mọi người biết là người đàn ông nên chia sẻ công việc nào trong gia đình với vợ của mình? Dạ em nghĩ là công việc giặt giũ ạ. Công việc giặt giũ. Giặt giũ. Đúng rồi. Đây là công việc của phụ nữ và người đàn ông nên chia sẻ. Còn bạn, bạn thấy là trong gia đình thì người chồng nên chia sẻ công việc nào với vợ mình? Dạ em nghĩ là người chồng thì nên sau khi ăn cơm xong thì nên rửa chén ạ. Nên rửa chén. Rửa chén. Bạn trả lời hay lắm, mà bạn có rửa chén không? Có. Có, rất tốt, rất tốt. Mời bạn Mỹ Hà. Đi chợ, nấu cơm rồi đúng không ạ? Rửa chén rồi, chắc chắn là phải đi chợ. Đi chợ. Công việc nhà mà người chồng hay nên chia sẻ với vợ? Dạ. Đó là đi chợ. Rất là hạnh phúc. Đi chợ. Hay quá. Mời bạn Thành Linh. Bây giờ bạn rõ câu hỏi rồi chứ? Rồi. Đây là công việc của phụ nữ. Theo bạn thì người chồng nên chia sẻ công việc gì trong gia đình với vợ mình? Chăm sóc con cái á. Chăm sóc con cái. Chăm sóc con cái. Câu trả lời bạn lần này rất hay, rất hay, rất có duyên, rất là có ý nghĩa, nhưng mà rất tiếc là không có trên cái bảng đáp án của chúng ta. Xin mời đội khác vòng hội ý. Các bạn được quyền hội ý để chọn ra một đáp án. Sẵn sàng. Mời đội trưởng. Hãy cố gắng đáp cho đúng cái đáp án trên bảng để các bạn ghi điểm nào. Theo bạn thì người đàn ông cần chia sẻ công việc gì trong gia đình với vợ của mình? Theo em thì là quần áo. Quần áo, bạn? Nói chung gì người ta xem là riêng tư? Bưu thiếp hoặc là hình ảnh. Bưu thiếp, hình ảnh. Còn bạn? Em nghĩ là quần áo. Quần áo, quần áo, bưu thiếp, hình ảnh. Bạn có đưa ra một cái ý kiến gì trong khi thảo luận không? Có. Đó là gì? Ảnh và bưu thiếp. Ảnh và bưu thiếp thì cũng thế thôi. Hai trúng hai. Và cuối cùng thì các bạn chọn đáp án nào? Cuối cùng thì quyết định là ảnh. Hình ảnh. Chúc mừng các bạn. 174 điểm thuộc về đội khác phòng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi đáp án còn lại trên bảng. Đó là đáp án gì? Vật dụng gì mà nhiều người ở trên bảng này xem là riêng tư? Đáp án 3. Lô. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ 3,
chúng ta lại chứng kiến một sự thắng thế một cách đậm nét hơn nữa của đội Khát Vọng, trong khi đội Tỏa Sáng vẫn giữ 42 điểm của Khát Vọng, 356 điểm. Chúc mừng các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng 4 của trò chơi chung sức. Một lần nữa, mời hai đội trưởng. Mời hai bạn. Chúc hai bạn may mắn. Đây là vòng rất quan trọng. Rất quan trọng bởi vì qua vòng này các bạn sẽ biết được đội nào ghi bao nhiêu điểm, mỗi đội có bao nhiêu tiền thưởng. Hiện giờ thì đội Khát Vọng đã ghi được 356 điểm. Các bạn ghi được 42 điểm. Chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng đã đoán được rồi. Nhưng các bạn hãy thật là khí thế, thật là tự tin để giành được thật nhiều điểm càng tốt. Mỗi điểm là 10.000 đồng. Và các bạn cũng đừng quên rằng tôi xin tiết lộ một thông tin là trong vòng này có một đáp án đặc biệt, đó là đáp án may mắn. Nếu các bạn trả lời đúng đáp án đó, các bạn sẽ ghi được 1 triệu đồng. Chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án ở trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng điểm sẽ được nhân 3, có nghĩa là tối đa có thể đạt đến 300 điểm. Mời hai bạn. Theo bạn thì người chồng thường làm gì để ghi điểm với vợ trong ngày 14 tháng 2? Mời bạn. Tặng hoa. Tặng hoa. Mời hai bạn trở về vị trí. Trong ngày 14 tháng 2 thì theo bạn, bạn thấy là người chồng làm gì sẽ được điểm, nghĩa là sẽ được lòng người vợ? À, ngoài tặng hoa thì em nghĩ là tặng quà. Tặng quà. Tặng quà. Chẳng hạn như là quà gì bạn? Tặng thích tặng quà gì? Tặng trang sức. Trang sức. Trang sức bằng gì? Bằng gì thì điểm cao? Không quan trọng. Không quan trọng. Miễn có tặng là bạn rất là dễ thương. Bạn rất là dễ thương. Và sau đây chúng ta xem đáp án của bạn nha. Tặng quà. Chúc mừng bạn. Mời bạn xuất hiện cho mọi người biết, cho quý vị khán giả biết người chồng thường làm gì để ghi điểm với vợ mình trong ngày 14 tháng 2. Bạn biết ngày 14 tháng 2 chứ? Dạ, ngày đó là ngày tình nhân ạ. Đúng rồi, và bạn có làm gì để ghi điểm không? Dạ có. Chẳng hạn như riêng bạn đã làm gì để ghi điểm? Ngoài tặng hoa thì người chồng cũng ghi điểm với vợ ngày. Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ theo dõi vòng đặc biệt của trò chơi chung sức trong tối hôm nay với hai thành viên của đội Khát Vọng. Mời hai bạn. Hai bạn có 5 câu hỏi để trả lời trong vòng này. Ai trong hai bạn sẽ là người trả lời trước? Dạ tôi. Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi của vòng này. Và bạn hãy tận dụng nó tốt bằng cách là, theo tôi thì câu nào bạn cảm thấy chưa tìm được một đáp án nhanh, bạn cứ nói cho qua. Nhớ nha, nói cho qua nhanh. Tôi sẽ đọc lại những câu mà bạn cho qua khi thời gian còn cho phép. Bạn đừng suy nghĩ lâu lắc mất thời gian. Chỉ có 20 giây thôi. Và đồng đội của bạn bên trong sẽ không nghe được những câu hỏi và câu trả lời ngoài này. Đây là luật của vòng này. Bạn sẵn sàng nhé. Dạ sẵn sàng. Bây giờ bạn nhìn về phía trước. Bạn nhìn về phía trước sẵn sàng trả lời. 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc dứt câu thứ nhất. Bạn hiểu chứ? Có nghĩa là thời gian tôi đọc câu thứ nhất không tính. Tôi tạo điều kiện cho bạn nghe rõ để ghi điểm tốt trong câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất đây. Ngoài Hoa hậu ảnh, hãy kể tên một giải thưởng phụ trong một cuộc thi Hoa hậu mà bạn biết. Bỏ qua. Theo bạn, người bạn gái lý tưởng cần có những đức tính hoặc tiêu chuẩn nào? Dịu hiền. Theo bạn, người bạn trai lý tưởng cần có những đức tính hoặc tiêu chuẩn nào? Quan tâm chia sẻ. Vị trí nào trong nhà thường bị nhện kết mạng nhiều nhất? Góc tầng nhà. Ngoài hút thuốc, hãy kể tên một thói quen không tốt của đàn ông. Uống bia, đi nhậu.
Ngoài Hoa Hậu Ảnh, bạn hãy kể tên một giải thưởng phụ trong một cuộc thi Hoa Hậu Ảnh mà bạn biết. Hoa Hậu Bãi Biển. Bạn đã hết thời gian để trả lời câu thứ nhất và bây giờ chúng ta xem bốn câu trả lời của bạn ghi được bao nhiêu điểm. Mời bạn. Lần lượt từng đáp án của bạn sẽ hiện lên trên bảng điểm này và chúng ta xem kết quả điểm số sẽ như thế nào. Câu thứ nhất, ngoài Hoa Hậu Ảnh, hãy kể tên một giải thưởng phụ trong một cuộc thi Hoa Hậu mà bạn biết. Có không? Có nghĩa là trong một cuộc thi Hoa Hậu thì có nhiều giải thưởng phụ, ngoài cái Hoa Hậu Ảnh thì còn những cái giải thưởng gì nữa. Câu này thì bạn đã bỏ qua và sau đó bạn trả lời lại không kịp thời gian, rất tiếc. Câu thứ hai, theo bạn, người bạn gái lý tưởng cần có những đức tính hoặc tiêu chuẩn nào, thì bạn đã trả lời là dịu hiền. Với đáp án này có bao nhiêu người đồng tình với bạn? Khảo sát 30 điểm. Chúc mừng bạn. Hay lắm. Và đáp án của câu thứ ba đó là câu hỏi, theo bạn thì người bạn trai lý tưởng cần có những đức tính hoặc tiêu chuẩn nào? Giống như là người bạn gái vậy, đây là trường hợp của người bạn trai, thì bạn đã nói là quan tâm, chia sẻ. Với đáp án này, điểm 10 điểm. Câu thứ tư, vị trí nào trong nhà thường bị nhện kết mạng nhiều nhất? Bạn đã nói đó là góc trần nhà, ở trên trần nhà và đặc biệt là góc. Bạn quan sát rất là rõ và điều này thì là cũng nhiều người thấy giống như bạn. Vì vậy tôi nghĩ rằng điểm số có lẽ sẽ cao. Khảo sát 38 điểm, đúng như mình nghĩ. Câu thứ năm, ngoài hút thuốc hay kể một thói quen không tốt của đàn ông, thì bạn đã trả lời là nhậu, uống bia. Bao nhiêu điểm? 80. 80. Nhưng mà thầm lòng rất dễ thương. Có phải là 80 không? 32 là cao rồi bạn à. Chúc mừng bạn. Bạn đã có 110 điểm, đó là một số điểm tuyệt vời đối với vòng này. Bởi vì phần còn lại chỉ là 90 điểm. Đó là phần tương đối nhẹ nhàng dành cho đồng đội của bạn. Mời bạn trở lại về vị trí. Mời bạn. Cảm ơn anh. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Chúc bạn may mắn và trả lời thật hay như đồng đội của bạn. Phần việc của bạn sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên cũng không phải là quá dễ dàng. Bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi hỏi đồng đội bạn trong thời gian 25 giây. Đó là một việc khó. Tuy nó nhiều hơn 5 giây bởi vì bạn sẽ không được trả lời bất kỳ một đáp án nào trùng với đồng đội bạn. Khi bạn trả lời trùng ý hoặc trùng đáp án với đồng đội bạn thì bạn sẽ được nhắc nhở bằng tín hiệu. Bạn nghe rõ tín hiệu đó chứ?